năm 2020 á, thì nếu xét ở một cái khía cạnh tổng quan á, thì cái bọn quỹ đầu tư nước ngoài á, nó e ngại thị trường Việt Nam. Cái đầu tiên phải xét đến cái tổng quan là cái nguồn vốn hỗ trợ của thế giới quốc tế. Họ nghĩ thế nào về thị trường Việt Nam, kể cả chứng khoán và bất động sản. Đúng rồi. Thì về cơ bản họ e ngại. Cái lý do họ e ngại là nó nằm chủ yếu ở cái câu chuyện là họ lo về vấn đề là lạm phát bùng trở lại. Đúng rồi. Nhưng lạm phát là chuyện của riêng nhà mình, nó cũng chẳng phải lo lắm. Nhưng cái lạm phát nó tác động ngay đến cái tỷ giá. Và liệu chúng ta có kiềm chế được cái tỷ giá, tức là giữ cái tỷ giá ổn định được giống như những năm vừa qua hay không? Là bởi vì đến cái đoạn cực điểm cực đỉnh nhá, tức là cái lượng cung M2, cái lượng tiền M2 nó ở trong nền kinh tế nó nhiều á, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện tức là áp lực, nếu như anh mà rút về không kịp, nếu là ngân hàng nhà nước bơm ra, nhà chính phủ bơm ra, đúng thì rồi, phải có một cái dòng rút về. Đúng rồi, đúng nhưng rồi. Nếu rút về không kịp thì nó rất dễ sẽ tràn ra thị trường. Đúng hai rồi. Cái túi đôi Raymond mà em có nói chuyện á, thì rồi. Nó sẽ tràn ra thị trường. Và cái tràn ra thị trường đó nó sẽ gây ra rất là gọi là lạm phát của chính sách, đúng chứ rồi. Không phải là lạm phát thực nữa. Cộng với câu chuyện khi mà lạm phát của chính sách á, nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề, đó là cái tỷ giá nó sẽ bị ảnh hưởng. Và tỷ giá ảnh hưởng thì đồng nghĩa với câu chuyện những cái khoản đầu tư của bọn nước ngoài á, nó thiếu hiệu quả, nó kém hiệu quả, nó bị tự dưng mất tiền nên nó sợ và nó e ngại. Trong đó cũng vì cái lý do đó này, cái việc mà những cái dòng vốn đã giải ngân á, thì không nói làm gì, nhưng mà những cái dòng vốn giải ngân mới nó sẽ bị hạn chế bớt. Liên quan đến câu chuyện đó là bởi vì bây giờ giải ngân ra mà nếu kiếm không ăn được thì tốt nhất là cứ ngưng lại đi, thị trường của nước ngoài đang ngon thì tội gì không chơi ở nước ngoài. Đúng bởi rồi. Vì bọn nó có nhiều sự lựa chọn, nó không chọn Việt Nam thì nó chọn Thái Lan, nó chọn Sinh ở nơi khác. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai á, nó là câu chuyện người ta e ngại, ở đây thì ít người dám nói tới, nhưng người ta e ngại cái năm cuối của nhiệm kỳ. Cái năm cuối của nhiệm kỳ nó là cái năm gọi là vừa là đóng vừa là mở, đóng lại cái nhiệm kỳ cũ và mở ra nhiệm kỳ mới. Cái năm nay thì thực ra người ta đang e ngại trong cái chữ nháy nháy, đó là cái câu chuyện gọi là chuyển giao. Cái chuyển giao có êm đẹp hay không? Nói chung chứ còn đi vào chi tiết thì nói về chính trị thì em không muốn nói nhiều. Nhưng mà vấn đề là cái câu chuyện chuyển giao có êm đẹp hay không? Câu chuyện chuyển giao có êm thấm hay không? Câu chuyện chuyển giao có gây ra những cái bất ổn hay không? Thì cái câu chuyện đó thì các nhà đầu tư trong nước sợ hơn là các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì người trong nước hiểu về chuyện đó nhiều hơn và sợ những câu chuyện đó nhiều hơn. Đó là câu chuyện thứ hai, nên là 2020 nó là năm bán lẻ. Có một điều tích cực để mà cân bằng lại cái chỗ đó là thực tế mà nói thì hiện nay á, cái bộ khung á, thì một vị trí, một con người đã nắm hai vị trí, nên cái tính gọi là đồng nhất á, nó rất là cao. Chính vì cái tính đồng nhất nó cao á, nó dẫn đến câu chuyện chuyển giao nhiều khả năng sẽ tích cực, bởi vì không còn cái nhóm khác để mà đấu đá nữa. Có hay chẳng là chọn ai thôi, đặt ai vào đó cho nó đúng và cho phù hợp thôi. Ok, đó là câu chuyện thứ nhất, đó là cái tích cực. Cái tích cực thứ hai á, phải kể đến đó là cái câu chuyện là cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất á, cái kế hoạch 5 năm á, thì đến ngày hôm nay thì tất cả các cái khung giải ngân nó vẫn còn đang chậm. Và nếu như mà thống nhất được á, thì họ sẽ thúc đẩy giải ngân công nhiều hơn để hoàn thành cái kế hoạch 5 năm. Cái đó cũng là một cái điểm rất là sáng. Nếu như thực tế là họ muốn làm thì họ sẽ làm cái chuyện đó. Bởi vì 5 năm kế hoạch thì hiện nay giải ngân công mới được có 60-70% thôi. Vẫn còn khá nhiều vốn để giải ngân và thực ra là nó đang ách tắc ở một số chỗ. Hy vọng rằng là khoảng tầm cuối năm 2019 gần cận Tết này với đầu 2020 thì nó giảm bớt các cái áp lực liên quan đến pháp lý để người ta yên tâm công tác. Và bên cạnh đó nữa thì người ta cũng muốn rằng là nhờ đó mà các bộ ngành, các cái chính phủ nói chung và các cái đơn vị địa phương á, họ dám làm. Thì dám làm thì đương nhiên là xì vốn công vào trong các dự án, thì vốn công vào các dự án thì nó mới thúc đẩy nền kinh tế được, phải có thúc đẩy. Chứ còn nói trắng phớ ra là cả một cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta chủ yếu là làm luật thôi, tác động chủ yếu này đến nền kinh tế thì bọn Tây nó tỉnh lắm, chủ yếu đến từ các cái dòng tiền bất thường chảy vào chảy ra thì dẫn đến những cái mà tụi nó kiểm soát bằng tất cả bằng định tính hết thì đâu có chơi được. Nó biết, nó nắm số liệu chứ không phải không, nên là nó khá tỉnh đòn. Cái điểm thứ ba nữa là thế này nè, điểm mà cũng là cái điểm tiêu cực, nếu xét thị trường chứng khoán thì dễ nhìn thấy hơn, bất động sản thì nó mang tính chất gọi là người ta cảm nhận thôi. Tức là ở trên thị trường chứng khoán ấy, những cái gì tốt ấy, thì nó đã không còn rẻ nữa rồi. Ở một góc độ nào đó thì cái đợt sụt giảm vừa qua thì tính ra thì nó không nhiều, nó là giảm phù hợp chứ không phải là giảm quá. Nên cái câu chuyện giảm quá thì mới có hồi mạnh, còn giảm phù hợp thì nó còn phải ý ra một không còn rẻ nữa. Đúng rồi, thị trường chứng khoán không còn rẻ. Và cái mức giảm từ 1.200 về 850-900
nó chỉ là giảm phù hợp thôi. Chứ còn thực ra nó bắt đầu đi á, là nó đi từ lúc 580, thấp hơn nữa là 350 năm 2013. Và bất động sản cũng vậy luôn. Ví dụ như trong trường hợp một số cái vị trí đất rất giản đơn trên đường Đỗ Xuân Hợp, trên đường 9, đường 10, 11, 12 thôi, giai đoạn cách đây, hoặc là ví dụ như những cái dự án Hoàng Anh, Minh Tuấn hay là gần gần đây, mình sẽ định lượng, tức là cái giai đoạn bắt đầu xuất phát của nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 15, thậm chí là 12, có những chỗ 12, thường là khoảng tầm 12 đến 15 triệu. Thì vậy thì bây giờ thử hỏi xem giá của nó là bao nhiêu. Vậy thì ai cũng có thể dễ nhìn ra được rằng là nó đẹp đấy, nó có nhiều cái thứ mới đấy, nhưng nó không còn rẻ nữa. Đó là những câu chuyện là dễ nhận ra thấy rằng là cái xu hướng, cái khuynh hướng và tìm ra được cái chỗ để đầu tư không dễ. Những chỗ mà để những thời điểm mà phải vắt óc để suy nghĩ để tìm đâu ra để cái điểm đầu tư mà vẫn cứ tìm không ra, thì về cơ bản á, thì nó cần phải có một cái sự biến đổi để cho anh thấy tòi ra những cái chỗ mà đẹp mà rẻ. Và bây giờ thì đó là cái giai đoạn nhiều nên nói chung những người mà tĩnh lặng thì nên chờ cái sự biến đổi, nên chờ sự biến đổi. Còn cái biến đổi là gì thì mình sẽ không biết, giống như cho câu chuyện vừa rồi gần đây ít hôm á, em dự báo về giá vàng thì chủ yếu em dự báo dựa trên biểu đồ phân tích kỹ thuật. Nhưng mà nếu như những người mà nó mà tinh danh á, nó sẽ chờ biến đổi. Nó chờ biến đổi tức là cái va chạm giữa Mỹ với Iran là nó là biến đổi rồi. Nó là vài cái ý cơ bản về cái đánh giá cái thị trường chung của nền kinh tế 2020 thì nó sẽ vẫn có những cái phân khúc, những vị trí thực sự phải vắt óc suy nghĩ thì mới tìm ra được. Nhưng nếu như mà với những cái nhà đầu tư thông thường á, thì nó sẽ là chủ yếu là cửa khó, cửa dễ không nhiều. Vì vậy nên là cái xác suất chọn cửa khó sẽ cao hơn là chọn phải cửa dễ, và cái rủi ro mất tiền sẽ lớn hơn là cái rủi ro được tiền. Đúng rồi, năm 2020 là rủi ro nhiều. Dạ, năm bản lề, năm của một cái thập kỷ mới, năm của sự chuyển giao, không chỉ chuyển giao ở Việt Nam mà chuyển giao ở cả Mỹ và nhiều nước trên thế giới nữa. Nên là cái câu chuyện mà vừa ăn vừa chơi là nên được áp dụng. Đầu thập kỷ mới thì chúng ta nên mặc áo mới, quần áo mới và trang bị cho mình xe cộ mới để vừa ăn vừa chơi, vừa làm vừa chơi. Chứ còn không phải là làm chỉ làm không, đó là cái câu chuyện là nên để ý chút xíu rồi đó. Thằng Trâm vừa rồi nó ám sát cái thủ lĩnh của Iran, là chẳng qua nó lái cái dư luận luận tội ra quốc tế thôi, nhưng mà coi chừng cái đó là một cái bước sai lầm của nó. Nó mục đích nó giết thằng đó để nó lái dư luận, tại vì nó chuẩn bị luận tội. Cái việc mục đích giết là không phải, bởi vì trong những cuộc tấn công không ai thì có thể biết được chính xác là có làm được cái mục tiêu nào không. Họ tấn công phủ đầu hoặc là họ điều quân để đến cái chỗ đó. Không chỉ là một của quân của Mỹ mà nó là cái bộ phận gọi là liên quân ảnh hưởng đến khu vực. Bởi vì 15 phút sau khi mà kêu cứu của đại sứ quán tại thằng nào cha? Baghdad, nhưng mà nước đó là nước gì? Iraq. 15 phút sau khi đại sứ quán tại Iraq của Mỹ kêu cứu Nhà Trắng á, thì khác hoàn toàn so với Obama giai đoạn trước á, cũng có một cái đại sứ quán hiện như thế. Nhưng đến 15 tiếng đồng hồ bị bao vây mà Nhà Trắng không phản ứng gì. Đây á, sự khác biệt chỗ có một cái người làm chính trị, tức là cái người thuần về chính trị, với một doanh nhân làm chính trị á, tức là họ sẵn sàng chịu trách nhiệm. Họ cái việc mà họ điều quân ở khu vực á, là nó phải được thông qua của không chỉ là Nhà Trắng mà phải Quốc hội phải thông qua. Nhưng mà nếu để chờ đến khi mà gọi họp khẩn cấp Quốc hội nữa thì cái đại sứ quán này có vấn đề. Nên cái người làm business mà đi làm chính trị á, họ phản ứng rất nhanh. Họ đăng ngay trên Twitter là tôi sẽ cứu dân tôi trước, còn cái câu chuyện kia tính sau. Đăng hẳn Twitter luôn trước khi ông điều quân, ông đăng Twitter trước. Không mà là phải cứu dân Mỹ trước, sau đó thì mới tính đến cái câu chuyện xin phép sau. Và 15 phút thì quân không phải là từ Mỹ sang, mà quân ở cái khu vực vùng vịnh nó đã vào ngay rồi, tức là cái quân đóng ở đó. Nó vào thì nó xử lý có 15 phút là xong, nhưng mà vẫn có thiệt hại, tức là vẫn bị đốt một số chỗ và hình như chết một công dân Mỹ. Thế câu chuyện đó nó vừa là thể hiện cái sự gọi là cái nói chung khi người ta, ông ấy làm như vậy, ông thể hiện được cái vai trò của ông ấy ở cái góc độ, tức là vì một nước Mỹ hùng cường, vì một cái đất, tức là tất cả mọi lợi ích đều vì nước Mỹ, còn ích vì thằng nào hết. Khi dân Mỹ có vấn đề là nó xử, chứ là nó nói là nó làm, chứ không phải là cái câu chuyện là cứ nói cái khơi trong thời Obama, nói xong nghe đến cái chuyện này chuyện kia cứ phớt lờ đi. Thì câu chuyện của ông Trump là như vậy, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái câu chuyện đó là dù không có chỗ Iran, Iraq, hãy cho tôi một cái cớ, tôi sẽ mẹ la tướng nó lên thành một cái đám cháy lớn. Để mục đích làm gì thì mình không biết, nhưng mà ở góc nhìn của em thì ở đây á,
thì cái câu chuyện cuộc chiến giữa Trung với Mỹ thì đương nhiên đã là chiến tranh, thì đương nhiên trong sau mỗi cái nhịp gọi là gây chiến với nhau thì sẽ có những cái nhịp gọi là nhịp mà an bình, hòa thuận với nhau. Mục đích để làm gì? Để nuôi lại quân, để tăng thêm khí tài vật lực, để gọi là xem xét lại tình hình cụ thể trên nào để tiếp tục đánh nhau tiếp được. Những cái câu chuyện đánh nhau xưng chiến Mỹ Trung á, nó là câu chuyện dai dẳng, không chỉ một vài năm, nó sẽ là một câu chuyện rất là dài. Lý do là sao lại dài? Vì cuộc chiến này không phải là thắng thua hay là câu chuyện đàm phán hay không đàm phán. Cuộc chiến này đó là câu chuyện kiềm chế của Mỹ với Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc đang bùng lên như một cái con hổ lao về phía trước. Người Mỹ lo ngại câu chuyện vượt qua và họ sẽ phải dai dẳng để cho làm sao để đẩy Trung Quốc vào một cái chu kỳ, một cái thập niên mất mát giống như Nhật Bản ngày xưa mà họ đã từng làm. Thì câu chuyện này nếu mà cứ nhằng nhằng với câu chuyện thuế là thiệt cả đôi bên. Nên câu chuyện nhún được cái đường thuế nhưng lại nhìn thấy được rõ cái chính sách của Trung Quốc hiện nay đang ở câu chuyện, tức là bơm quá nhiều tiền vào nền kinh tế dẫn đến tổng phương diện thanh toán nhất là có vấn đề. Thì câu chuyện đó nữa thì để nhấn chìm câu chuyện đó chỉ có cách làm sao để cho lạm phát tăng trên toàn cầu. Mà để lạm phát tăng trên toàn cầu thì một cái thứ mà nó liên thông cả toàn thế giới đó là giá dầu. Mà để giá dầu mà tăng giá mạnh thì chỉ có đánh nhau thôi, là giá dầu tăng giá mạnh. Mà dầu tăng giá mạnh thì khi dầu tăng giá thì tất cả hàng hóa thiết yếu khác đều tăng theo. Cũng giống như cái dù mà chạy đua vũ trang ấy, thằng Trung nó hủy cái hiệp ước NDF là mục đích để thằng Nga phải dồn tiền vô phát triển vũ khí mới, mà hết mẹ tiền rồi là thằng Nga sẽ đuối. Tức là ngày đối xưa, với thằng Nga, từ quay lại câu chuyện ngày xưa khi đánh nhau với lại Nga muốn giết chết các nước mà xuất khẩu dầu mỏ với lại Nga để đạp giá dầu xuống sâu á, thì câu chuyện dầu đá phiến được vẽ ra rất nhiều. Nhưng trước khi có câu chuyện dầu đá phiến, người Mỹ đã bỏ ra hàng trăm tỷ đô âm thầm gom dầu để có thể có dầu đá phiến khai thác, hay không có dầu đá phiến khai thác thì nó vẫn có kho của dầu. Thậm chí nó bỏ tiền ra nó mua hẳn những nơi mà gọi là nó không mua dầu mà nó mua luôn cái gọi là vía dầu. Để khi nó tuyên chiến á, là cái tỷ lệ mà nó có thể tương tác lên thị trường á, tức là nó có sẵn kho dầu, giống như kiểu là gọi là đầu cơ tích trữ, thì nó đã gom sẵn cái sự tích trữ rồi. Và mục đích của nó không phải là đầu cơ tích trữ đẩy giá lên, mà nó đầu cơ tích trữ đẩy giá xuống. Thì Nga và một số cái nước mà lúc đó thì giá dầu bị lao đầu á, là câu chuyện của Nga thì nó nhiều lúc khác em kể cho nghe. Nhưng câu chuyện Trung Quốc thì hiện nay nó đang rất là hiển hiệu, anh theo dõi kỹ không cần phải nói, nhưng đó là một cái câu chuyện khá là vui và thú vị để mình theo dõi trong cái cuộc đời mình, là cuộc chiến giữa Trung và Mỹ. Thằng Mỹ đang đánh vô cái quản lý tiền tệ của Trung Quốc đúng không? Thực ra đang đánh vô cái quản lý. Cái mũi tên này không chỉ trúng một đích, hai đích, ba đích, mà nó trúng hàng loạt đích luôn. Lý do là bởi vì cái giá dầu và cái đồng đô á, nó ảnh hưởng trên toàn cầu. Khi giá dầu và đồng đô nó có thay đổi á, thì không chỉ Trung Quốc ảnh hưởng, Đức ảnh hưởng, Pháp ảnh hưởng, Anh ảnh hưởng và Nhật Bản cũng ảnh hưởng. Tất cả các quốc gia châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á vừa rồi đều là bơm tiền ra để mà hỗ trợ kinh tế. Chỉ duy nhất có một nước không, đó là cái giai đoạn trước của Mỹ nó bị, nhưng đến đoạn sau này nó không bơm nữa. Thì riêng nó không bị nhưng cả thế giới cũng bị. Nó là câu chuyện của Mỹ, nó thông minh lắm. Thằng Mỹ bây giờ nó là cái thằng xuất khẩu dầu mỏ là cũng thuộc hàng thứ hai thứ ba thế giới. Rồi nó vừa làm chủ được dầu mỏ, nó vừa làm chủ được đô thì nó đâu có sợ nào đúng không? Ok, về cơ bản thì xoay quanh cái mục tiêu á, thì cái câu chuyện á, nó hai mục tiêu chính. Một là giảm các cái vị thế của các quốc gia khác, thì đương nhiên vị thế của Mỹ sẽ tăng cao. Hai nữa là khi mà khơi chiến ở một số khu vực á, là thực ra là nó muốn nâng lại cái quyền gọi là cái sức mạnh quân sự của nó tại một số khu vực. Trước đây nó rút đi vì kinh tế, tức là kinh tế của nó có vấn đề thì nó rút đi. Để nó đảm bảo bây giờ kinh tế nó ổn rồi, nó lại đẩy về quân sự và nó sẽ thúc đẩy vấn đề sản xuất vũ khí. Nên nó cuộc chơi của cả thế giới, nếu nghĩ theo câu chuyện đó là chúng ta là một cái làng. Ở đây thì ông già làng ông đang lắm trò nhiều chiêu lắm. Tóm túm vãi lại là chúng ta hãy cẩn thận với cái ông già làng này. Mà nếu cái ông già làng này mà vẫn tiếp tục được một nhiệm kỳ nữa thì coi chừng cả thế giới loạn lên vì cái ông già làng này. Và nhiều khả năng là như vậy. Chúng ta chuẩn bị sẽ bước sang một cái chu kỳ, nó gọi là cái chu kỳ đổ lửa. Cháy rừng với lại các cái vấn đề mà gọi là khơi mào ban đầu ấy, nó chỉ là câu chuyện tự nhiên nó phát lộ thôi. Nhưng trong cái thập niên tới của chúng ta đây 2020-2030 á, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những thứ bất ổn. Và chúng ta phải sẵn sàng với câu chuyện là sống trong một cái thế giới bất ổn. Tức là thằng Trump nó làm cho nước Mỹ giàu lên nhưng mà nó làm cho thế giới hỗn loạn luôn.
buộc thế giới phải hỗn loạn, cả cái làng phải loạn lên thì ông nhà làng mới gọi là tư lợi được. Chứ còn thế giới không hỗn loạn thì ông nhà làng không cách nào tư lợi. Tức là giống như ông bà mình nói là đục nước béo cò đúng không? Đúng rồi. Và câu chuyện là khi mà thế giới hỗn loạn ở đây em chưa biết hỗn loạn theo hướng nào, nhưng riêng cái chiến tranh thương mại đã làm cho thế giới chúng ta bước vào 2 năm hỗn loạn vừa qua rồi. Thì sắp tới đây nữa thì những cuộc chiến mang tính chất đổ máu á, nó sẽ làm cho thế giới còn loạn hơn nữa. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng trong cái trạng thái. Nhưng mà nghe câu chuyện đó thì bản thân anh là người đầu tư thì thấy hơi ngại ngại đúng không? Đúng rồi. Thì nếu như nó sẽ bùng phát thêm một vài cái vị trí, một vài cái điểm nữa thì anh sẽ thấy rằng là thế giới cực kỳ hỗn loạn. Và những cái điểm mà hiển lộ ban đầu, nếu những người mà gọi là nhìn nhận ở khía cạnh tổng quan á, sẽ thấy không phải vô lý mà rừng Amazon cháy, không phải là rừng Indochina cháy. Những cái đó là tự nhiên nó phát lộ, mà nó phát lộ đó nó thể hiện cho một cái điều thế này này, ở cái cung cách vận hành của con người cũng như cái tâm tính của cái con người trên trái đất á, nó bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Anh có thấy không, thời tiết mà nóng quá là người anh cứ bừng bừng lên rồi. Nên thời tiết ảnh hưởng nó sẽ tạo ra một cái thế hệ 2020-2030 á là nó sung máu lắm. Và nhìn như những cái cách điều hành của những cái ông gọi là hiện nay là thủ tướng hoặc là tổng thống của các nước á, anh sẽ thấy là cái cách điều hành của họ không mềm mỏng, không mềm dẻo như thế hệ trước. Hai nhiệm kỳ đầu của Trump thì mới chỉ là nhẹ nhẹ thôi. Để tiếp tục nhiệm kỳ sau nữa, anh sẽ thấy nó phá nát thế giới rồi. Tức là nát ở đây không có nghĩa là nát gì cả. Vấn đề là chia lại thị trường, chia lại lợi ích, chia lại quyền lợi và chia lại những sức ảnh hưởng trên thế giới thôi. Thì mục đích thì không biết là có đạt hay không. Liệu Trung Quốc và Ấn Độ thì có vươn lên trên Mỹ được hay không? Thì câu chuyện này thì phải hết cái thập niên này mới biết được. Nhưng cái điều chắc chắn đó là khi các cái vị thế của Mỹ cả về quân sự và kinh tế bị đe dọa thì người Mỹ sẽ tìm bằng mọi cách, thậm chí là chấp nhận là gọi là chết chóc để họ giữ lại vị thế. Và điều này đã được chứng minh trong lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai. Và bây giờ không thể chiến tranh thế giới được nữa, nhưng họ sẽ dùng phương pháp khác. Và cũng không ngoại trừ trong trường hợp không chiến tranh thế giới nhưng mà chiến tranh cục bộ ở các quốc gia với nhau là có. Đó là cái câu chuyện của năm 2020 đầu thập kỷ và cũng là câu chuyện của 10 năm tới. Nên là phải hãy thận trọng và đề phòng, giữ lấy những cái gì mình có, cẩn thận là gọi là mất nốt những gì mình đang có.